khổng lồ chưa anh em? Trầu đấy nhá. Trầu anh em ạ. Một pha trầu. Đấy. Một pha trầu cực mạnh ạ. Xong rồi đến mắm anh em ạ. Mắm à, khổ luôn. Mắm không được cầm thế. Cầm một tay đi. Ui ôi. Rất là lặng anh ạ. Về đến gà anh em nhá. Quay cá thấp đấy. Ui ôi. Thuận Sky xin chào tất cả con lợ. Tôi Trịnh Sky xin chào tất cả con lợ. Điều Sky xin chào tất cả các con vợ và các con lợ nhé. Chào mừng các bạn tới với video tiếp theo của chúng tôi. Anh em ạ, trước khi vào video chúng tôi có một số lời tâm sự với anh em như này. Thực sự là chúng tôi đã làm cờ YouTube này đến nay cũng được khoảng độ 1 năm, gần 1 năm anh em ạ. Gần 5. Mới được bật kiếm tiền một tí nhưng mà chưa được một đồng nào. Nhiều anh em cũng nhiều anh em mà rất là ghét chúng tôi đúng không? Chúng tôi làm cái clip mà thực sự nó không được hay cho lắm, nhiều anh em ghét chúng tôi. Anh em ghét chúng tôi thì không sao, nhưng mà anh em không xem clip chúng tôi không sao, đi qua kênh khác xem được, nhưng mà anh em đứng vào dislike của kênh của chúng tôi các bạn ạ. Thực sự chúng tôi rất là buồn đúng không? Không xem cứ vào dislike nhỉ đúng không? Các cụ câu là không yêu đừng nói lời cay đắng đúng không? Không yêu đừng nói lời cay đắng đấy, các bạn cứ vào dislike làm gì? Dislike chúng tôi để làm gì? Thực sự chúng tôi rất buồn nhá. Nếu mà không thích thì qua kênh khác xem đúng không? Buồn không bạn? Rất là chán luôn anh em ạ. Thì hôm nay không tới tâm sự với em thế thôi. Còn đâu bây giờ vào clip chính, đó là hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện, đó là một clip, đó là làm về cái món chơi dân gian nhá. Đó là làm bộ khăn nhá. Chúng tôi sẽ làm bộ khăn, hai bộ khăn, một bộ khăn khổng lồ và một khăn bình thường cho anh em xem nhá. Anh em nào trên thành phố chắc không biết đánh khăn là gì. Hôm nay chúng tôi sẽ review và sẽ làm bộ khăn cho các bạn biết nhá. Ok. Okay. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vào công tác là chặt gỗ nhé. Chặt gỗ, chặt để làm khăn cho anh em xem. Ok anh em ạ, bây giờ chúng tôi lên núi, đang trên núi đây. Ui, đây cái gì anh em ơi? Toàn rác đây, ui ôi. Đó là có người làm đây à? Đấy, quay cho anh em xem à. Đó gỗ kìa các bạn. Đẹp kìa. Đây, chúng tôi sẽ làm bộ khăn bình thường đi, bình thường trước đi. Bình thường trước à, bây giờ kiếm một cái củ nhỏ. Củ nhỏ nhỏ. Bình thường đây nhỉ? Cái đấy được đấy. Cái này đâu? Hay hơi bé. Hơi bé. Đây. Chơi phải tốt hết ra rồi. Đâu? Vãi. Cọc nó phải thật. Vãi thật. Đây này. Cọc. Đây chú đi ơi. Đây tụi này, bạn này nằm mẹ đây được. Đây chúng tôi sẽ chặt cái cây này làm bộ thân bình thường nhá. Trước. Bẻ luôn anh em. Khăn thì có mẹ và con nhá. Thường thường là khăn thì có mẹ và khoảng độ chặt khoảng độ 3 con thôi. Đây mẹ khoảng ngàn đang đến đây anh em. Được cái lỗ rồi. Khỏe. Được cái lỗ. Đây, chặt đây. Khoảng độ 3 cái con nữa. Mẹ và con nhỉ? Mẹ và con. Tôi không biết đánh khăn là gì anh em. Hôm nay chú sẽ cho bọn này biết đánh khăn là gì và cho các bạn nào chưa biết đánh khăn là đánh khăn như nào. Tôi xem đánh rồi, tôi chưa đánh. Đây. Cả mẹ và con luôn. Một con đây bạn ơi. Các bạn, đây một con nữa. Mình đo luôn được không? Nó tầm ngắn ngắn khoảng độ 20 phân thôi anh em ạ. 20 cm. Đấy, được một con rồi. Làm ba con là ok. Đấy, rồi. Ba con này tí rồi còn là nước ra cho nó đẹp. Không tức ra không đánh, nó nhớt nhớt thế. Hai con anh em ạ. Còn con nữa đây. Ba con, bốn con. Đây là ba con này, cái này không đẹp à. Như dự tính rồi. Đây đây, ôi nhặt nhặt nhặt. Nhặt 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 nhặt. Rất đông luôn. Ui dồi ôi anh em ạ. Chiều sốc rồi các bạn. Một con chiều sốc quá đẳng cấp. Đây. Đây là chiều sốc nhọa, không phải chiều sốc may luôn. À, ta
tao khăn phải lột ra. Lột ra cho đẹp anh em. Wow. Được cơ nó. Đấy. Đây cái con. Con thứ hai. Bóc rất dễ anh em nhé. Con thứ hai. Đây được hai con rồi. Đây con thứ ba. Con đấy, thứ ba làm xong rồi. Đây xong ba, đây là mẹ nhá. Mẹ anh ạ. Wow. Con mẹ nhá. Con mẹ. Mẹ con. Hôm nào chúng tôi sẽ làm một clip là đẽo cù cho anh em biết đẽo cù không? Làm đẽo cù khổng lồ anh em xem. Ôi, cù bé bé cho cháu xem. Cù bé bé chơi. Về thôi rồi luôn. Mẹ nhà bóc dễ không? Mẹ. Con mẹ. Đấy, được. Đây Thuận cầm một bộ, đây một bộ khăn bé. Đây một bộ khăn để đánh cho anh em. Tí tôi sẽ hướng dẫn cách đánh cho anh em xem. Đây Thuận, bây giờ chúng tôi sẽ đi chặt bộ khăn khổng lồ. Khăn khổng lồ anh em xem. Khăn khổng lồ, cháu đang để ý một cây. Đây nào. Đây. Ok anh em ạ. Đây là cây rồi. 30 phút tìm một cây. Đang đi chặt trên núi. Đang đi tìm một cây để làm cây khăn khổng lồ đi. Khổng lồ lắm. Chú không vác đâu. Ui, chặt mãi không đấy. Rất là cố gắng để chặt được cây khăn khổng lồ. Khổng lồ cho anh em trầm trồ. Trầm trồ. Anh em nhìn cây khăn tôi thấy kích thích không? Quá thích. Quá gọi là mắc. Quá to luôn. Đang chờ đợi cây khăn khổng lồ. Anh em ạ, bây giờ chúng tôi đã chặt nó thật là chặt trộn trong cái cây rồi. Để bây giờ làm con mẹ nhé. Còn mấy cây khăn khổng lồ nữa. Cái khăn này chẳng có đâu có đâu các bạn. Có thể đây mẹ đến đây đi. Mẹ dài thế. Thế to nó mẹ dài. Dài dài gấp cái kia. Vừa to vừa dài anh em ạ. Dài gấp cái kia khoảng 1/2. Cháu uống đi anh em ạ. Cây khăn khổng lồ rất to anh em. Tôi rất là thích. Tôi rất là thích cây khăn con luôn. Cái bạn này, đây, đây, đây là bố mẹ mẹ rồi. Ờ đây cây khăn bố rồi cây khăn mẹ rồi. Thế luôn. Chưa có một kênh YouTube nào mà làm những cây khăn. Chả bắt lửa luôn. Thầy mới nghe buồn đấy. Chào bạn. Đấy. Gợi. À, xong mẹ anh em ạ. Xong mẹ đi đấy nhá. Bây giờ chặt cái con nữa. Con là mấy cái? Thuận cầm tách ra. À rồi, để tí chú điều tách. Đã to còn... dài. Sợ bản quyền YouTube anh em ạ. Anh em ạ, bây giờ chúng tôi xong cái bộ khăn khổng lồ nhá. Đây rồi. Ba con, một mẹ. Một mẹ ba con đây, bộ khăn tí hon đây. Bộ khăn dài như bọn trẻ trâu đây. Đấy cầm đấy. So sánh nhưng đặt xuống so sánh nhở? Bóc á. Không phải bóc, cái này không phải bóc được. Chả rất lâu rồi nhỉ. Tôi chặt được 30 phút mới xong rồi. Đeo không? Bộ này không đẹp, bộ này làm bộ khăn khổng lồ luôn. Cứ đánh đi. Anh em ạ, nếu đánh khăn thì phải đào lỗ chứ. Đào lỗ. Đây, đào lỗ. Đánh cái khăn bé trước. Đéo tin phải đào lỗ luôn. Đừng đánh khăn nào mệt thế. Đánh khăn phải đào lỗ nha, ở chỗ này đất hơi xấu. Cứ có lỗ là được. À, đánh khăn có lỗ được phải không? Phải có lỗ mà cả mốc. Ví dụ trên này có mốc nên đây mình giới thiệu cho anh em xem thôi nhé. Đánh khăn thì mình trước tiên mình khớp xem vào bên nào được mấy cái thì được bên được đánh trước. Ví dụ tôi khớp nhé. 1, 2, 3 cái. Thuận được khớp cho mấy cái? Được 1 cái.
bật camera anh nhờ. Đây nhá, tôi chỉ khắc cái khăn khổng lồ thôi nhá. Tôi như mày đánh con người tao. Đây tôi khắc khăn khổng lồ rồi. Anh ạ. Ba cái anh em ạ. Ba cái à. Ba cái. Chỉ ba cái. Một cái. Đây tôi giới thiệu cho anh nhá. Đánh trước tiên là đứng đánh trước thì chầu nhá. Chầu ví dụ có người trên kia đoán. Chầu lên như này. Chầu như này lên này. Đấy. Còn nó mắm là như này. Mắm là như này. Mắm nó cầm này nhá. Đấy, này này mắm xong rồi nếu mắm xong rồi thì đến gà anh em ạ. Mắm xong đến gà đây. Mày ra nhặt đi. Không còn. Đứng sau. Đứng đây đứng sau. Đứng mặt. Đi ra. Gà đây em ơi. Một pha đánh trượt cực mạnh. Chuột. Bây giờ tôi sẽ đào lỗ khổng lồ lên. Để lấy cái khăn khổng lồ. Để tôi ra lấy cái khăn con này nhầm. Bây giờ tôi sẽ đào lỗ khổng lồ, khăn khổng lồ này. Đánh cho chất. Khăn khổng lồ cho anh xem nhá. Giới thiệu luôn đấy, cách đánh như thế. Một pha bắp cực mạnh. Lỗ khổng lồ luôn. Chả nếp một khăn luôn. Lỗ này khổng lồ sao. Đây. Không đủ đâu. Anh em ạ, đây lỗ rồi, không được toạt tạm rồi. Thật đi ạ. À, thật đúng ra, thật đúng ra. Đây tôi đánh cho em xem nha. Chầu rồi. Chầu khăn khổng lồ đấy. Lỗ hơi lâu anh em ạ. Ôi đào tiếp, đào tiếp, đào tiếp. Đào tiếp cái lỗ sâu sâu đi nữa anh ạ. Không biết đào. Một pha tấu hài cực mạnh. Pha tấu hài cực mạnh của tôi. Đây, đánh lại nha. Khổng lồ chưa anh em? Chầu đấy nha. Chầu anh em ạ. Cái pha chầu. Chầu. Một pha chầu cực mạnh ạ. Xong rồi đến mắm anh em ơi. Mắm khổng lồ luôn. Mắm không được cầm thế. Cầm một tay đi. Ui ôi. Rất là lặng anh ạ. Về đến gà anh em nhá. Quay cá thấp đấy. Ui ôi. Đây đến gà anh em nhá. Ui ôi. Thực sự cái khăn khổng lồ khó đánh lắm anh em ạ. Nhưng mà to mới đánh được. Như khổng lồ xanh. Người khổng lồ mới đánh được khăn khổng lồ anh em. Tôi mà hơi nhỏ. Thôi bây giờ không phải tấm rồi anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em bộ khăn này nhá. Đúng không? Hai bộ luôn. Bây giờ chúng tôi cầm về để đánh. Để đây cho anh em xem. Nếu anh em nào thấy cái bộ khăn này chúng tôi chất ngồi cho tôi một like chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhá. Trước giờ chúng tôi làm bộ khăn to này rất là mệt anh em ạ. Mệt không? Đẹp. Nhìn bộ khăn được không? Vác lên rồi. Còn bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nhé. Nếu các bạn thấy khăn này đẹp cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn. Thích chó, chào tất cả các bạn nhá.